là em ước mong có một người bạn gái như thế nào không? Biết chia sẻ, có duyên, ngoại hình thì nhìn xinh xinh, chỉ cần vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vẫn không thích điều gì ở phụ nữ nào? Nhìn cái đó thấy ghét quá kìa. Không biết, không thích người phụ nữ chuyện nhiều. Chuyện nhiều. À, dạ, chuyện nhiều. Chuyện hay là nhiều chuyện? À, chuyện nhiều đi cho nó nhẹ anh. Không, chuyện nhiều nó khác à nha. À. Còn nhiều chuyện nó khác à. Chuyện nhiều chuyện ít ít. Nói chung là không thích nhiều chuyện đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Được chưa? Được rồi. Bây giờ thăm nhà gái rồi, nha. Mời ông. Dạ, chào chú Quỳnh Linh ạ. Trời ơi, chào cô gái. Dạ. Đắk Lắk, nhà gái thích có một chàng trai lý tưởng như thế nào? Em thích một người con trai điềm đạm, có một nụ cười tươi. Điềm đạm, nụ cười tươi. À, không gia trưởng, không vũ phu. Không gia trưởng, không vũ phu. Dạ. Có gia trưởng không? Dạ, em không gia trưởng, em lớp trưởng. À, có vũ phu không? Dạ, không có vũ phu anh. Có phụ nữ không? Không anh, em men anh, có chuột anh. Thôi mình hỏi ý kiến người thân góp ý coi sao. Nên bé đi với ai nè? Em gái hò của em với lại bốn người bạn của em. Đầu tiên thì con thấy là ngoại hình thì ổn. Một phần là chị em muốn tìm một người là tiến tới đi xa hơn, chứ không phải là một người quen như nửa chừng rồi gãy gánh như anh nói như vậy. Nên em nghĩ là anh phải suy nghĩ chững chạc hơn trong mối quan hệ. Tại vì chị em không có muốn là đi tìm quá nhiều, chốt một người để đi đến cuối đời thôi. Anh rất là quan tâm tới bạn gái. Chỉ có cái khúc đầu là anh hơi quên tên. Tức là khúc đầu là hơi nói nhỏ. Dạ chị em tên là Lê Thị Giang Thanh. Dạ anh cũng nghe em mơ mớ vậy. Nhớ chứ không phải là mơ mớ nữa nha anh. Nhớ nhớ nha Thanh đó. Rồi cảm ơn nhà, cảm ơn em. Nhà gái. Mời đại diện nhà trai dẫn đi với ai? Dạ đi với ba và gia đình. À có ba bè. Ha. Dạ. Rồi, chào bác. Chào chú, chào cả nhà trai. Tôi họ nhà trai là Phạm Văn Thành, ông già Phạm Thành Dẫn. Tôi cũng hoan nghênh cho hai con. Nếu mà được tán thành là bấm nút là tôi rất là hoan nghênh. Rồi, thôi nói nhiều đó, không nói dài nữa. Mê cái chỗ bấm nút à. Mê chỗ bấm nút ha. Thôi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Phạm Thành Dẫn, 34 tuổi, quê ở Long An. Em từng làm kỹ sư điện tử Đông Hóa và công việc em đang theo đuổi là quản lý nông trại gia đình. Rồi mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào bạn Nam. Em tên là Lê Thị Giang Thanh, năm nay 26 tuổi. Dạ công việc hiện tại của em là bartender tự do và là PG bán hàng là... Em đến từ Đắk Lắk ạ. Ủa là sao em làm việc ở Đắk Lắk, ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ em đang làm việc tại Hồ Chí Minh anh ạ. Còn bạn Nam là bạn đang làm trang trại ở đâu? Đắk Lắk anh. Đắk Lắk hả? Dạ. Ủa, Đắk Lắk hay Long An? Ngược đường vậy. Tức là bạn kia quê ở Đắk Lắk nhưng bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, còn bạn này ở Long An nhưng bạn đang làm trang trại Đắk Lắk. Ồ vậy à? À thực ra thì em cũng có chia sẻ với chương trình là em rất là thích quen bạn trai ở Đắk Lắk, tại vì nhà em thì cũng ở dưới đó hết. Sau này thì em cũng có hướng lập nghiệp là sẽ về Đắk Lắk. À về Đắk Lắk hả? Dạ vâng ạ. Đắk Lắk ở buôn nào? Dạ em ở cái Đông Bắc Đắk Lắk ạ. Đông Bắc. Dạ. Dạ em cách đó tầm 85 cây số. À vậy à. Rồi thôi về nước Đông Bắc làm dạ, trang trại cũng được mà. Đắk Lắk là quê hương thứ hai của em. Ủa vậy đó hả? Dạ. Ồ vậy là hợp lý rồi ha. Vẫn có thể nói cho bạn gái biết những cái ưu khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là tâm tính ngay thẳng, biết quan tâm tới mọi người, biết tự lập. Có điểm yếu gì không? Ngoại hình của em không có quan tâm, hình như ít quan tâm tới ngoại hình. Dạ. Em hay nhát, nhát gái anh. Nhát gái. Nhát gái cũng không, ngồi lên đây nè. Dạ, dạ đúng rồi. Mà dạng gái là đâu có ngồi đây đâu ha. Rồi giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi cưng. Ưu điểm của em là biết hát, biết nấu ăn, biết pha chế các loại đồ uống. Còn nhược điểm của em thì là em khá là thẳng tính, với lại khá nhút nhát khi mà đối diện với đám đông. Chứ có nghĩa là con trai có nhát không? Có thì thường em chỉ đứng nhìn người ta, nếu mà người ta lại nói chuyện thì mình mới dám nói chuyện, không thì em cứ đứng vậy đó. Bạn kia cũng nhát quá trời kìa, bạn nói bạn nhát gái quá trời. Như vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Dạ em có, chính thức thì chỉ có 2 mối tình thôi. Cái mối tình mà gần nhất để em chia tay rồi là được mấy năm rồi? Dạ 3 năm. Em với bạn đó thì là đồng tuổi, mà lúc đó thì em chỉ mới có 23 tuổi thôi. Với lại bạn muốn có đích tới cùng nhau và kết hôn sớm ấy. Cho nên là
Em thì lúc đó, cái khoảng thời gian đó là em chưa có nghĩ tới là việc là mình sẽ kết hôn. Mà nếu mà bắt bạn chờ quá lâu, khoảng 4 đến 5 năm nữa thì em nghĩ bạn không có đời được. Thì em chủ động em dứt. Vẫn có mấy mối tình rồi? Tình thì em nhiều nhưng không có sâu sắc lắm. Dạ. Tình nhiều không sâu sắc là sao? Dạ, tình toàn là tình thương tật gãi cánh đứt đuôi không ạ. Tình gì lạ vậy trời? Tình thương tật gãi cánh đứt đuôi hả? Thì nó không đến được với nhau thì thương tật thôi anh, tổng thương thôi. Nghe bị đắt quá. Dạ, bị đắt. Tình thương tật gãi cánh đứt đuôi. Dạ. Đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Tình yêu thương thật á. Có cái mối nào mà nó dài dài mà tình cảm sâu đậm gì không? Dạ không anh, tại vì em đa số là đường ăn uống của em thuận lợi nhưng đường tình duyên của em nó lận đận lắm. Rồi lý do sao mà đứt đuôi gãi cánh rồi nó tự... Dạ nó què quặt. Hả? Nó què dạ, quặt nó ghê vậy. Chắc có lẽ là quen đúng người nhưng hiện tại cái thời điểm đó là người ta chưa muốn quen, người ta chưa có tìm ra được cái sự ổn định ở chỗ em. Em có thể cho chương trình biết là em ước mong có một người bạn gái như thế nào không? Biết chia sẻ, có duyên. Ngoại hình thì nhìn xinh xinh. Chỉ cần vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vẫn không thích điều gì ở phụ nữ nào? Nhìn cái dạ, đó thấy ghét quá kìa. Không biết, không thích người phụ nữ chuyện nhiều. Chuyện nhiều? À dạ, chuyện nhiều. Nhiều chuyện hay là nhiều chuyện? À, chuyện nhiều đi cho nó nhẹ anh. Không, chuyện nhiều nó khác à nha. À. Nhiều chuyện nó khác à. Chuyện nhiều chuyện ít ít. Nói chung là không thích nhiều chuyện đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Được chưa? Được rồi. Bây giờ thăm nhà gái rồi, nha. Mời ông. Dạ, chào chú Quỳnh Linh ạ. Trời ơi, chào cô gái. Dạ. Đắk Lắk, nhà gái thích có một chàng trai lý tưởng như thế nào? Em thích một người con trai điềm đạm, có một nụ cười tươi. Điềm đạm, nụ cười tươi. À, không gia trưởng, không vũ phu. Không gia trưởng, không vũ phu. Dạ. Có gia trưởng không? Dạ, em không gia trưởng, em lớp trưởng. À, có vũ phu không? Dạ, không có vũ phu anh. Có phụ nữ không? Không anh, em men anh, có chuột anh. Thôi mình hỏi ý kiến người thân góp ý coi sao. Nên bé đi với ai nè? Em gái họ của em với lại bốn người bạn của em. Đầu tiên thì con thấy là ngoại hình thì ổn. Một phần là chị em muốn tìm một người là tiến tới đi xa hơn, chứ không phải là một người quen như nửa chừng rồi gãi gánh như anh nói như vậy. Nên em nghĩ là anh phải suy nghĩ chững chạc hơn trong mối quan hệ. Tại vì chị em không có muốn là đi tìm quá nhiều, chốt một người để đi đến cuối đời thôi. Anh rất là quan tâm tới bạn gái. Chỉ có cái khúc đầu là anh hơi quên tên. Tức là khúc đầu là hơi nói nhỏ. Dạ chị em tên là Lê Thị Giang Thanh. Dạ à, anh cũng nghe em mơ mớ vậy. Nhớ chứ không phải là mơ mớ nữa nha anh. Nhớ nhớ nha Thanh đó. Rồi cảm ơn nhà, cảm ơn em. Nhà gái. Mời đại diện nhà trai dẫn đi với ai? Dạ đi với ba và gia đình. À có ba bè. Nữa ha. Dạ. Rồi, chào bác. Chào chú, chào cả nhà trai. Tôi họ nhà trai là Phạm Văn Thành, ông già Phạm Thành Dẫn. Tôi cũng hoan nghênh cho hai con, nếu mà được tán thành là bấm nút là tôi rất là hoan nghênh. Rồi thôi nói nhiều đó, không nói dài nữa. Mê cái chỗ bấm nút à. Mê chỗ bấm nút ha. Mê cái chỗ rồi, bấm nút. Bấm nút luôn ha. Chắc cảm ơn bác. Tới luôn hả chú hả? Tới luôn á. Rồi tới ok là làm cho tới luôn, làm liền luôn. Đám cưới rồi làm liền. Gia đình là chuẩn bị hết rồi đó. Đó, cả nhà mình đi đủ hết trơn hả chú hả? Cả nhà luôn. Ông giới thiệu sơ sơ coi. À, đây là chị vợ. Cô là dì hai ruột của Dẫn. Dẫn ơi, dịu dàng với nhẹ nhàng vì hai thấy có. Cái phần ngoại hình đó thì mong manh cao. Đó thì bây giờ là tùy con lựa chọn. Nhưng mà gia đình cũng nôn lắm rồi đó. Đúng rồi, quê mình thủ thừa mình trọng gì chú? Nói chung là gia đình của Vẫn á, là ở thủ thừa là gia đình kinh doanh. Còn Vẫn á, thì hiện tại là quản lý đất ở trên Đắk Lắk ở Esup. Đời trước đó á, là Vẫn là cũng là tốt nghiệp là kỹ sư. Lương cũng đã 16-17 triệu rồi. Yeah. Rồi. Nhưng mà không hiểu một cách nào thì anh ta đam mê về nông nghiệp. À, rồi bắt đầu là cho ra từ lập trên Đắk Lắk là từ một thân một mình nữa rồi một quản lý. Dạ, à. Quản lý coi như là vừa cao su mà vừa có trái cây, vườn trái cây. Tổng cộng cả gia đình là tới ba gia đình là cũng phải là 50 mấy mẫu. À, 50 mấy hecta. Mà một mình Dẫn. Một tay Dẫn quản lý. Trời ơi. Bao nhiêu mẫu? 50 mẫu. Đi vòng vòng. 50 mẫu. 50 mẫu hả? Dạ, cả gia đình.
Dữ vậy trời. Riêng của Dững là 30, còn tức là ba nhà. Nói đó, một mình Dững thôi là 30 hecta rồi, là của riêng Dững, còn lại là 20 hecta là của các dì các cậu. Thôi về Đắk Lắk luôn. Về luôn. Kiếm về Đắk Lắk luôn. Tôi nghe mẫu mẫu thôi tôi mừng quá. Nông dân cực khổ lắm anh. Hả? Nông dân cực khổ lắm anh. Cảm ơn họ nhà trai nhà gái. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Dẫn. Em chào anh, để em tặng trước nha. Dạ, em có món quà tặng anh, đó là hai quyển sách em rất là thích, đó là Đắc Nhân Tâm và Đừng Đi Ăn Một Mình. Dạ. À, còn cái này là cà phê sữa em đã pha sẵn cho anh rồi, em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Này, tặng ạ. Đây là trái cây anh trồng ở trên Đắk Lắk á, quê hương mình á. Dạ. Đây là khung ảnh có gia đình khi mình bắt động nó sẽ sáng. Rồi năm sau đi cho dân thu với anh. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Món quà rất là dễ thương ạ. Đây đây, để đây cầm nổi không vậy? Nặng quá phải không? Dạ. Em cái ăn này thử là em tự làm luôn hả Dẫn? Dạ đúng rồi. Cái khung hình đó. Em có thử hương vị của Đắk Lắk không em? Dạ, em thử nhá. Thử đi, thử đi. Con mời cô ạ. À rồi rồi, cảm ơn. Dạ. Cái này là vườn nhà mình đó hả Dẫn? Dạ, vườn nhà mình. Dạ, mời. Trồng gì Dẫn? Dạ, em trồng đủ loại trái cây anh. Này gì đây? Dạ, nhãn anh. Nhãn hả? Dạ. Trời, tròn do ta đã thôi. Dạ, cái nào tròn em thích hết. Nhãn, xoài, rồi quả na, mấy cầu na. Trời, giỏi quá. Dạ. Rồi, mời tâm sự đi nè. Dạ. Giỏi quá, anh Dững vàng quá anh Dững ơi. Dạ, cảm ơn chị. Đó, trò chuyện đi. Nào, uống miếng cà phê của em gái Đắk Lắk đi. Dạ, con có chuẩn bị cho chú với lại cô ở dưới sân khấu ạ. Có luôn đó hả? Dạ, vâng ạ. Rồi, bữa nay ăn nhãn cà phê. Trời ơi, cà phê Đắk Lắk quá. Số 1. Cảm ơn anh. Ta yêu nhau thì đưa về buôn mê thuộc. À, anh lần đầu tiên anh nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh rất là có thiện cảm. Dạ. Em cũng thấy anh thì em cũng thấy rất là dễ thương, rất là điềm đạm và trưởng thành. À, dạ. Cảm ơn em. Rồi, về mình hẹn hò sao đó tính coi. À, hầu như thời gian rảnh của em cũng ít. Thường là đi chơi thì em sẽ đi chơi sau giờ tan làm ấy. Cuối tuần thì em sẽ được nghỉ. Dạ. Không, mình trốn đại hẹn hò đi em. Trốn đại đi, không ai la đâu. Hay là những cách nào đó kéo cô về trở quê hương của mình đi, Đắk Lắk đi. À, nếu mà em muốn quay về yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột. Anh sẽ đón em. Dạ. Thôi, khoảng bao lâu thì em có thể chuẩn bị cho cái chuyện kết hôn em? Em thì chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm thì em kết hôn thôi. Tại vì là em cũng không có đặt mốc. À, vậy đúng lắm mà, cái đó vậy đúng lắm. Dạ. Nhìn cái là đúng nè. Dạ. Nhìn đối diện cái là đúng nè. Các bạn có ghen không? Em không. À, anh có. Anh... Em thì em ghen đúng chứ em không có ghen sai. Ai cũng đúng hết em. Nhưng mà nếu mà phản bồi hay là gì là thôi em chấm dứt luôn. Có nghĩa là em không, em rất là thẳng, tính của em cực kỳ thẳng luôn. Dạ. Lặng lặng là anh thấy là anh ghen liền. Thấy nào lặng lặng vòng vòng là ghen liền. Vẫn ai ạ? Dạ. Khoái mấy người có ý đồ nó mới nói thẳng luôn. Dạ. Ghen, tôi ghen, không có sĩ diện gì hết trơn trời á. Ừ. Dạ. Nếu vậy thì bây giờ em phải tính cái công việc. Dạ. Nghĩa là hiện giờ công việc của bạn á là bắt buộc là bạn phải có những cái mối quan hệ. Dạ. Ừ. Những khách hàng rồi này kia nọ, công việc người ta đến ăn uống này kia nọ các thứ. Thì em coi là tuốt ở Đắk Lắk vậy đó, rồi người ta ở đây vậy đó, mà ghen vậy đó, rồi tính sao? Thì em sẽ tới thăm thường xuyên hơn. Và chắc chắn em sẽ cố gắng. Bây giờ nè, em cứ bước tới nắm tay bạn gái đứng lên hỏi nào. Theo em thì khoảng bao lâu em có mời về Đắk Lắk? Em khá là lành rồi luôn. Anh cũng rung lắm, rung lắm. Tim đang sao động. Khoảng bao lâu em về Đắk Lắk? Tết này em về. Vậy thăm anh nha. Dạ, có thể là em về luôn. À, dạ. Rồi, anh sẽ tại đón em là... Dạ, tại vì ở Sài Gòn thì cũng đâu có ai đâu. À, anh sẽ đón em tại bến xe. Đứa nắm tay nguyên chưa đâu. Vẫn hai tay nắm tay đi, nhìn nhau. Bây giờ giao lưu văn nghệ tí này cho nó tình cảm nào. Này em hát tặng một bài nhé.
Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khi ngại ngùng em nói mình cầm tay nhé, đưa anh qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc này. Nghe nhịp đập con tim, lòng mình thổn thức. Em muốn ta là của nhau. Anh cũng tặng cho em một bài hát Hoàng tử trong mơ, hy vọng anh sẽ là hoàng tử đó. Chắc chắn rồi. Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu thì mơ mộng nhiều. Mơ người yêu thì chung, mơ tình duyên mặn nồng, trọn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu. Trong giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời yêu chỉ yêu em mà thôi. Hoàng tử của em, hoàng tử của em. Được đó Dẫn, dạ. Được đó. Rồi về đi đi. Vậy mà bạn em nói em kêu bỏ hát thì đừng có hát. Không được mà, có duyên mà. Trời ơi, hôm nay duyên ngầm đó nha. Chúng ta đã trò chuyện với nhau, đã trao đổi câu chuyện nãy giờ rồi. Tay cũng đã cầm tay, mắt chạm mắt. Vấn đề còn lại là con tim có rung động thật sự hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Không thích, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. 2 tiếng sạch đồng điệu luôn. Trời rất đồng điệu luôn. Mừng quá, con tim đỏ au luôn. Được rồi đó. Dễ thương quá à. Rất là xứng đôi, đứng xứng đôi không chú hả? Trời ơi, ông ba mừng quá rồi, ông ba về. Ba nói câu không ba? Thì, ba đây là ba của Dẫn, nuôi con này là cũng ba mấy mấy năm rồi. Muốn con có được tạo lập gia đình, được hạnh phúc như ba với mẹ. Vậy là ba rất là mãn nguyện rồi. Là ba muốn tiến hành cử hôn nhân cho nó sớm trong cái năm 2020 này luôn. Trời ơi, trời ơi. Rồi. Ba có bằng lòng với cô con dâu tương lai này không? Ba rất bằng lòng. Cảm ơn bác. Dâu tương lai nói gì với ba chồng tương lai đi. Em hứa với toàn thế giới, toàn nhân loại em sẽ báo hiếu thành công. Báo hiếu thành công. Rồi. Em nói câu gì đi. Con hứa bác là con sẽ cô con dâu tốt và biết quan tâm lắng nghe. Dạ. Ba cũng mong được ham có dâu lắm, ham có dâu lắm, mà có dâu được rồi rất là mừng. Đúng rồi, nếu mà hai con chấp thuận rồi thì cha với mẹ cũng tiến lễ hôn nhân cho nó lẹ làng, cho nó trong năm 2020 này luôn, trong còn cho nó hai tháng nữa. Bà thích có cháu nội không, nói luôn đi. Thích chứ, thích cháu nội lắm. Mà nếu vẫn có được cháu nội trai chắc đội đầu không. Dạ, hứa có cháu nội trai thành công. Rồi, rồi chú. Rồi. Tuyệt vời ha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt vời đó. Nay trọn vẹn cả nhà chứng kiến cái cảnh này là hạnh phúc rồi. Dạ, con hứa với nhà gái là con sẽ đón bạn gái về Đắk Lắk. Và con sẽ quan tâm, chia sẻ với bạn gái. Mong gia đình bên gái cho con thực hiện cái nghĩa vụ của chương trình. Đúng rồi, xin liền luôn vậy đó. Rồi, không đi. Xin trước luôn. Dễ thương đấy. Rồi, một cái bức tranh hạnh phúc trọn vẹn nha. Chúc các bạn mãi mãi như thế. Chúc cho tình yêu thăng hoa, đủ lớn. Và chúc cho một ngày nào sớm nhất các bạn sẽ làm vui lòng cha mẹ. Đặc biệt là thông báo cho chương trình là thành công. Thành công. Đám cưới thành công. Ok. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hair, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc hair dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng Ghiềm Thiên Nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mời các ba cầm giùm đi ba.
thấy tội ông già không? Lại chào gia đình bên nhà trai cái đi bạn gái. Đó. Đó. Đây, 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 đây. Đó. Ủa, chào nhà gái đây rồi. Đây đi thẳng bên đây luôn cưng. Rồi.